Tốt quá nha Van Gogh. Vãi cả nổi Van Gogh. Chịu. Hay luôn này, mẹ đánh đâu ngon. Nếu anh em có các nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy liên hệ tới thương nhân Trần Hoàng Việt, luôn đảm bảo uy tín và chất lượng. Hoặc cần tìm các account trong mơ, hãy ghé thăm shopfifavn.com, shop arc tự động hiện đại, hệ thống nạp SMS so tiện lợi và đặt mua arc BB trắng theo yêu cầu duy nhất tại Việt Nam. Ok anh em, hôm nay chúng ta sẽ được trải nghiệm con hàng Van Gogh. Đấy, Van Gogh Icon. Như anh em cũng đã biết thì Van Gogh trước đây chỉ có chân 3, chân 5 thôi. Còn với phiên bản Icon này thì ông thần này đã được lên chân 4, chân 5 rồi. Chúng ta vẫn sẽ có thông số thể hình cũ, đó là 1m88, 80 cân và thể hình trung bình. Xét về cái bộ chỉ số thì điểm mạnh nhất của Van Gogh nó chính là về phần tốc độ và khả năng dứt điểm. Khả năng dê dắt cũng có được cải thiện lên một cách rất là đáng kể, thể chất cũng lên nữa. Nhưng mà cá nhân mình mong chờ nhất là về cái khoản dây dắt kiểm soát bóng của Van Gogh khi mà được lên chân 4, chân 5. Còn về mặt AI chúng ta vẫn sẽ có là danh tiếng huyền thoại, chỉ số ẩn là bấm bóng, đánh đầu mạnh, ma tốc độ, sút xoáy và cá nhân nhìn chung cũng khá là ổn với là Van Gogh. Không được, hơi khó nha, sút xa không phải sở trường của Van Gogh nữa. Đây rồi, Van Gogh. Tốt nha. Ui, thủ môn bay kìa. Đây rồi. Tốt quá nhỉ Van Gogh. Được. Vẫn chưa đủ sắc đâu nhỉ. Ui vọt rồi kìa. Phí quá, phí quá. Không được. Không được, chân trái hơi non nè. Ui, hơi vội nhỉ.
vẫn xin được quả bóng Van Gogh. Ui, khỏe thế mà không sút được vào rồi. Đây rồi. Tốt. Vãi cả nồi Van Gogh. Chịu. Chịu luôn của đấy. Ui, hơi đèn cho Van Gogh, bật ngày tốt thế. Van Gogh đóng tự kiểu gì nhỉ? Không sắc, sút sao được sắc lắm anh em. Chưa được độ hiểm anh em ạ. Van Gogh nó chạy như thế mà các ông chê được. Ôi, trái hiếu các sao. Độ hiểm của chân trái đấy. Quá khỏe luôn. Hay luôn này. Mẹ đánh đâu ngon. Như anh em cũng thấy thì Van Gogh có một cái thể hình rất là đẹp, 1m88, 80 cân đến trung bình. Trên sân thì con này rất là khỏe. Cái điểm này thì nó đã được mô phỏng từ những cái mùa thẻ trước rồi, và đến cái phiên bản Icon này cũng vẫn vậy. Cái điều đặc biệt hơn khi mà mình cảm nhận ở Van Gogh với cái phiên bản này ấy, đấy là cái việc chân không thuận nó lên được 4 sao. Cảm giác là cái chân trụ và cái nhịp xoay người của Van Gogh nó cũng tốt hơn rất là nhiều. Đây là cái điểm nó được tăng một cách khá là vượt trội nếu mà để so với các cái mùa thường đã qua của Van Gogh. Còn xét về mặt tốc độ, mình nghĩ đây là một trong những con hàng có cái chỉ số tốc độ mô tả khá là chuẩn so với mặt thể hình. Mặc dù là Van Gogh có thể hình trung bình nhá, nhưng mà cảm giác Van Gogh tăng tốc khá là tốt. Với một cầu thủ gần 1m9 như này thì mình khá là hài lòng về mặt tốc độ. Còn xét về mặt dứt điểm của Van Gogh thì mình đánh giá rất cao ở cái lực sút của Van Gogh. Còn độ hiểm của Van Gogh trong những tình huống ra chân phải thì mình cũng rất là hài lòng. Tuy nhiên thì chân trái thì mình đang hơi hỏi chấm một tí. Tốc độ ra chân của Van Gogh là tốt, khá là ổn áp để anh em có thể thực hiện những cái tình huống vô lê, mình thấy khá là hài lòng. Khả năng ban bật phối hợp của Van Gogh thì không phải là quá tốt, không phải là quá hay trong những đường chọc khe kiến tạo cho đối phương hay là tỉa bóng sang hai biên ấy. Nhưng mà để mà ban bật đơn giản thì Van Gogh làm được. Cái mặt sút xa của Van Gogh đây là cái điểm mà mình cũng không thực sự hài lòng với cầu thủ này. Đa số ở trong những tình huống mà Van Gogh dứt điểm ngoài vùng cấm ấy, thì mình thấy là độ hiểm trong những tình huống đấy bóng không cao. Bóng đi không có độ hiểm cao mà thường đi vào vị trí của GK. Mình nghĩ là chắc là đi vào những tình huống góc rộng thực sự hoặc là sát mép vùng cấm thì Van Gogh mới có thể có bàn. Khả năng ZD cũng rất là tốt. Anh em nên tận dụng tối đa những cái tình huống mà Van Gogh có góc. Như mình cũng đã đề cập ấy, thì cái phần dây dắt kiểm soát bóng của con hàng này nó lên khá là nhiều. Thứ nhất là cái phần khéo léo này, thứ hai là phần dây bóng này, thứ ba là phần thăng bằng này. Ba cái điểm này nó bút rất là nhiều luôn anh em ạ. Tuy nhiên thì với một cầu thủ kiểu dạng chiều cao gần 1m9 và cái thể trung bình như này thì anh em cũng không
nên quá là lạm dụng với Van Gogh những tình huống xoay sở, dê dắt, mà mình nghĩ là nó chỉ thực hiện một hai pha thôi. Và cái điểm nó hơi tù chầy với Van Gogh đó là chỉ có 3 sao thôi, nên là những cái phương án đột phá qua người bằng skill nó cũng không thể đa dạng được. Một cái điểm nữa mà mình cực kỳ hài lòng ở Van Gogh đó chính là về phần không chiến. Van Gogh không chiến thực sự hay luôn, bật nhảy tốt, đè CB đối phương được, đánh đầu hiểm, lực đánh đầu mạnh. Mình phải nói là cái độ hiểm trong cái tình huống đánh đầu của Van Gogh nó rất cao anh em nhé. Anh em nên tận dụng cái điểm này trong cái meta hiện tại đối với Van Gogh. Cái điểm cuối cùng là mình sẽ đề cập đến nó chính là về phần AI của Van Gogh. Thì Van Gogh chạy chỗ di chuyển rất là khôn, không chạy thôi mà chạy quả nào nó hợp lý quả đấy. Và mình thấy là cái mật độ gọi là di chuyển ấy, di chuyển không bóng của Van Gogh là gần như là rất là nhiều và liên tục. Đâm ra là mình lúc đầu mình hơi nhầm lẫn giữa việc là Van Gogh lùi sâu và việc là Van Gogh chạy rộng, mà mình nghĩ là Van Gogh chạy rộng nó sẽ chuẩn hơn thay vì là lùi sâu. Anh em nếu muốn tham khảo những bài review chất lượng, phân tích về các sơ đồ chiến thuật cũng như update những thông tin mới nhất về FO4 thì hãy tham gia ngay cộng đồng HCG Club để được tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc nhé. Link group mình sẽ để ở phần mô tả video. Cảm ơn anh em rất nhiều. We'll be right back.